Ủa hôm nay nhìn chị có ổn không nhỉ? Anh Chris á, là một người mà muốn làm cái gì rồi là bắt buộc phải làm cho bằng được. Yeah, and then at 3 o'clock the Vietnamese fair started. Cái hội làng này là phát sinh ra bởi vì anh ấy không có được cái phi vụ du thuyền. Ông đã vẽ thì tôi sẽ bài cho. Quá tuyệt vời rồi. Now we go to Vietnamese fair to check out the yeah. How it looks. Mình không cảm thấy mình là một vị khách, mình là người tổ chức. Mình để ý từng thứ những nhỏ nhỏ nhỏ. Cái này sao, để đâu, ôi nóng quá, bây giờ phải gom lại nhiều máy quạt, máy lạnh tự động vô đây. Sợ mọi người nóng quá, mọi người sẽ không enjoy được. Là Chris cũng vậy. Is it cool? Can we make sure it's not getting... It will be hot. It will be hot. Yeah, I mean the prawns now. Not oh yeah, they have the prawns. They will put inside. Yeah. Cook together. I mean, what I mean, if the prawns are outside for 3 hours, is that still okay? So they will change it per batch. So make sure that it's not always there for 3 hours. Okay. Yeah. Xong rồi, thật ra tâm thế của mình lúc đầu là ít khách tới quá. Giống như mấy bà tổ chức sự kiện xong thấy không có khách. Hoang mang. Đang ế xô, bây giờ phải nghĩ cách thôi. Thế là mình lại sang qua những người chị em của mình. Nhờ họ ra làm màu cho mình, diễn tiểu phẩm hoạt náo lên không khí đó, như là nhảy sạp, rồi múa nón lá, rồi làm tùm lum tùm la hết. Để bắt đầu cái không khí nó vui lên, nó vui vui lên từ từ thì mọi người bắt đầu sẽ đến, rồi mọi người cũng sẽ thử. Excited, you know. I was hungry, so I was excited. I couldn't wait until they opened the food stores, you know, and the food was really delicious, you know, really delicious. But funny, no one ate the ice cream. I don't know why, but no one ate the ice cream, even though it was very hot. And it was very hot, you know. May mắn là mọi người đều ăn được trải nghiệm mà mọi người cảm thấy nó rất là vui, nó rất là đặc biệt. Rồi mở nhạc, dân ca đồ nữa, mở nhạc hồi xưa đồ. Nói chung là tự nhiên mình thấy cái Vietnamese fair đó của mình với anh Chris làm lại rất là vui. Là PD rất là thích cái văn hóa Việt Nam mình khi mà mình có một cái quầy đồ ăn street food giống như bánh khọt, bánh tráng nướng, kem dừa này nọ. Cái đó là một cái phần mà mình rất là thích. Anything to do with Vietnamese. Nhảy sạp là Minh Tú rất là thích, là được nhảy ở sau nhập ngũ. Mê. Xong rồi mình sẽ chọn những cái tuổi thơ của mình mà lâu rồi mình không thấy, ví dụ như là tò he, mấy cái mô hình mà làm bằng lá cây hoặc tranh cá. Cái khá là thú vị về cái cặp đôi này luôn, sợ khách mời là không đủ đồ ăn hoặc là không đủ rượu để uống. Anh Chris ảnh phải nói với team mình là đây, bây giờ làm việc về đồ uống là làm việc với anh Olaf, là khi nào cần đồ uống là luôn phải có, luôn luôn phải mang hết ra. Nếu mà ngày mai hết, ngày mai tiệc cưới hết thì mình sẽ mua được thêm, nhưng không bao giờ để khách chờ là hết rượu rồi, không có rượu hay là đợi rượu mang tới. Sau buổi tiệc đó là khoảng 5 giờ là mọi người sẽ về tắm rửa, thay sim y để 6 giờ ra ăn tiệc.